Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì hôm nay Vi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em một căn nhà move-in ready luôn của hãng Weston. Thì căn nhà này là ở phía sau Vi đây. Đó. Căn nhà này là sẵn sàng để mình dọn vào luôn. Thì anh chị em hãy xem hết cái video này của em nha. Đây, xung quanh họ còn xây rất là nhiều luôn. Đó, mấy anh mễ ở trên làm mái nhà rất là giỏi luôn nè. Và cái căn nhà này là căn nhà mà Vi muốn giới thiệu cho anh chị em ngày hôm nay. Căn nhà này là sẵn sàng dọn vào luôn đó. Và hiện tại giá rất là đặc biệt luôn. Builder cho giá rất là đặc biệt cho căn nhà này, gần 3.000 square feet. Ở phía trước họ treo ba cái đèn dễ thương quá ha. Đó. Tí nữa Vi sẽ chia sẻ giá. Đây là phía trước căn nhà nè. Cửa 8 feet luôn. Rồi bên hông có cái cửa sổ ở đây. Nhìn ra ngoài. Bước vào rất là rộng rãi. Đó. Đây. Căn nhà này là của hãng Weston Home. Bước vào phía bên tay phải sẽ là một cái office ngay đây. Đó, cái trần nhà ceiling rất là cao luôn. Thì bình thường nhà lầu nếu mà mình thờ thì mình thờ trên lầu ha. Nhưng mà cái căn nhà lầu này là mình có thể thờ cái phòng ngay đây luôn. Tại vì ở trên lầu không có phòng ở trên. Đó. Cửa sổ rất là sáng sủa. Làm văn phòng nè, office hay là phòng thờ rất là đẹp. Đó, bước vào. Double door. Rồi, đi xuống một xíu nữa thì phía bên phải á sẽ cái chỗ này thì mình làm cái phòng ăn hay là ghế ngồi chơi cũng được. Có một cái không gian ngay đây. Trần nhà cũng cao lên luôn. Đó, rồi cái ngã kia là đi vô nhà bếp nè. Thì mình đi xuống từ hướng này đi ha. Đó, quay vòng chậm cho anh chị em xem. Căn nhà lầu của hãng Weston, gần 3.000 square feet. Thì ở trước là một cái office rồi. Ngay đây thì mình để trưng bày trang trí nè. Rồi, chỗ này cánh cửa phía bên tay trái á sẽ là cái gara. Đó. Nhà này buổi chiều mà nắng như vậy là chắc nhà này là hướng Tây nè. Đó. Thì ở phía sau sẽ mát. Tí nữa mình đi khám phá ở phía sau. Sau ha. Đó. Rồi. Bước qua bên trái đây. Sẽ là cái half bath. Đó. Cái half bath này cho khách nè. Thì nhiều anh chị em cũng thắc mắc lắm. Tại vì mình đi vào mấy cái nhà mẫu của hãng Weston á, thì mình thấy họ làm rất là đẹp luôn. Nên anh chị em lúc nào cũng nghĩ là mình mua nhà chắc là cái căn nhà mình giống nhà mẫu á. Nhưng mà không phải đâu. Cái căn nhà mà anh chị nhận được của hãng Weston thì nó sẽ giống như vậy. Tương đương giống vậy. Đó. Đây, chỗ này là máy giặt máy sấy này. Cái máy giặt máy sấy này á thì đi ra hướng này là cái closet của phòng master. Thì đó, cái căn nhà này thì nó sẽ giống như là những căn nhà Weston khác họ xây. Chỉ khác là cái mặt nhà bếp nè, rồi cái tủ màu nè, rồi cái sàn nhà vậy thôi chứ những thứ khác đó thì giống vậy chứ không phải là giống nhà mẫu mình đi xem đâu nha. Ở nhà mẫu họ upgrade hơn cả 100.000 lận. Đó. Đây là cái phòng tắm master của hãng Weston. Cái căn nhà này nè, họ làm cái màu chọn rất là sang ha. Cái này là tắm đứng. Đó. Tắm đứng này hơi bị rộng đó. Họ lót gạch ở dưới luôn nè. Rồi bên này
là cái top, các cái cửa sổ mờ bên kia thì ở ngoài hả, nhìn vào không có thấy. Rồi bên này là cái sink cho phụ nữ, tại vì mình có thể bỏ cái ghế chỗ này để mình ngồi make up nè. Rồi ở đây có cái tủ, cái shelf bỏ thêm đồ. Bên kia là cái sink cho đàn ông. Rồi ở đây là cái toilet nè. Rồi đây là cái phòng master. Phòng này mình nhìn vậy chứ nó cũng rộng rãi lắm. Bỏ cái giường king size thì dư sức luôn. Họ cũng làm cái tray ceiling ở trên, có sẵn cái quạt luôn cho mình. Cái này là phòng master nè. Cửa trong nhà toàn hết cửa là 8 feet. Rất là cao ráo. Này, từ phòng master đi ra thì chỗ này là cái chỗ mà người ta hay để tivi. Đó, rồi cái fireplace. Rồi nhìn ra nhà bếp. Wow, cái nhà này họ chọn màu nhìn rất là sang ha. Đó, cầu thang ở trên nè. Đó. Thì họ sẽ gắn cái hút cho mình ở đây. Cái hút riêng. Rồi bên này á, sẽ là cái microwave. Rồi cái oven ở đây. Cái tủ lạnh ở đây. Tủ lạnh máy giặt máy sấy thì họ không có cho mình. Thì mình mua về mình gắn sau. Nhưng mà họ làm cái bếp á, rất là đẹp. Vật liệu họ chọn rất là sang ha, cái màu cũng rất là hiện đại. Đó, đây là cái cửa phòng khách nè, cửa sổ phòng khách cao lên rất là thoáng luôn. Đây, bây giờ mình đi tới gần nhà bếp mình xem ha. Họ cũng gắn cái hardware cho mình luôn nè. Đó, cái backsplash. Rồi cái mặt bếp nè, sang chưa? Đó, này là cái nhà bếp. Rồi mình có thể bỏ cái bàn ăn nhỏ nhỏ bên kia. Đó, một phòng master ở dưới với một cái office. Rồi mình đi xem ở phía sau luôn. Cửa sổ rất là nhiều luôn, nên có rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Có được cái patio ở phía sau nè. Đó, cao lên rất là sáng sủa. Thì cái nhà này ở phía trước hướng hướng tây nên ở phía sau á rất là mát. Thì nếu mà anh chị em nào mà thích nhà mà ở phía sau buổi chiều mát á thì cái căn này rất là tuyệt vời. Cái sân ở sau rất là rộng luôn, mình có thể xây được cái hồ bơi nè. Đó, rất là rộng. Nhà bốn mặt gạch luôn. Bây giờ mình hãy khám phá ở trên lầu ha. Đây, vì đã lên tới cầu thang rồi nè. Đó, lên tới cầu thang thì mình nhìn xuống phía trước. Cái cửa cái đi vào rất là rộng rãi bên này. Rồi bên này á, mình có thể để cái bàn ăn. Đó. Nhà này có rất là nhiều cửa sổ nên rất là sáng á. Đó, bước lên lầu thì phía bên tay phải á nó có một cái không gian như vậy. Mình làm cái phòng game room hay là chỗ chơi, hay bỏ bộ ghế sofa trên này. Một cái phòng khách thứ hai cũng được nè. Đó. Rồi bên đây nhìn xuống. Nhìn xuống là cái
cái phòng phòng khách ở dưới và cái sân ở sau. Rồi mình đi xem nữa, ở trên đây thì chắc là 3 phòng đó. Phòng thứ nhất này là phòng thứ nhất nè, rồi này là phòng thứ hai, rồi cái phòng tắm ở đây họ làm theo kiểu chắc anh chill nè. Đó, thì ở trên lay á họ sẽ dùng chung một cái này. Đó, một cái phòng nữa, cái phòng này thì nhìn ra được ở trước đó. Họ còn xây dựng rất là nhiều luôn, cũng thêm được mấy căn nữa là hết, tại vì căn này á, là thuộc thành phố Cyprus, thì cái căn nhà này ở khu Mavida, họ chỉ xây bao nhiêu căn các chừng thôi, xong rồi sau đó họ sẽ không xây nữa, tại vì ở trong đây là có rất là nhiều builder luôn, nhưng mà mỗi builder chỉ có được bao nhiêu đất để xây thôi, chứ không phải là xây nhiều. Nên anh chị em nào mà thích ở khu Cyprus á, mà thích của hãng Weston, thì cái căn này là available, move-in ready luôn. Bây giờ Vi sẽ chia sẻ thông tin về cái căn nhà này, khu vực này. Ở đây á, là thuộc thành phố Cyprus, cá thuế là 3.5, chưa xin giảm, và tiền HOA ở đây là 1.200 một năm. Có rất là nhiều amenity luôn, có dòng sông lười, rồi có chỗ chơi cho các em nhỏ, có rất là nhiều thứ để làm trong này. Rồi ở đây á, đi ra chợ Việt Nam á, cỡ tới 5-7 phút thôi là chợ Cà Mau, rồi đi ra khu Asian Town á, là cỡ 15 phút, đi Bel Air thì cỡ 30-35 phút. Rồi ở xung quanh có rất là nhiều chợ búa, chợ Mỹ nè, rồi bệnh viện, công ăn việc làm gần đây cũng rất là nhiều, làm nail cũng dễ nữa. Rồi cái căn nhà này á là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi với một cái study. Rồi cái giá của cái căn nhà này á, hiện tại builder giảm rất là nhiều luôn, chỉ còn 535.000. Nếu mà anh chị em nào mà muốn mua thì hãy gọi cho em, thì em cũng sẽ giúp cho anh chị mua được cái giá tốt nhất. Rồi nhà ở đây là 4 mặt gạch. Khu này á, họ xây cho hãng Weston á, thì chỉ có bao nhiêu đất thôi, tại vì ở đây có rất là nhiều builder, mỗi hãng xây bao nhiêu cái chừng thôi. Nên cái căn này là cũng move in ready luôn, có diện tích là gần 3.000 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, một cái study office ở trước, rồi có cái game room. Anh chị em nào muốn mua để ở hay là đầu tư, hay là muốn mua những khu vực khác thì hãy gọi cho em. Số điện thoại của em là 832 367 1041. Cảm ơn tất cả các anh chị.